Mặt trời đang chiếu cực sáng vào sáng nay và có vẻ như nó đã trở thành ngày nóng nhất trong năm rồi. Vui lòng chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh hoạt động mạnh ngoài trời và giữ nước thật tốt. Trong lúc đó, chúng điều tôi có một số làm tốt cho ngày như vậy mệt mỏi nước sống lạnh ở nhà chơi trò chơi. Và chiều nay, chú Sóc được mọi người yêu thích, Von sẽ xuất hiện trên đường trường thuật trực tiếp về thời tiết. Xin mọi người đừng bỏ lỡ. Mình hả? Chị đã nhận lời với họ vì tháng này em chưa đưa phí sinh hoạt nữa mà Von. Vậy chứ? Nè, cậu lại đem tiền nướng hết vào trò chơi nữa hả? Vậy thì cậu phải kiếm tiền lại thôi. Không, mình không thể. Mình sẽ chết nếu phải làm việc với thời tiết nắng nóng như vậy. Đúng là lời nói dối tan tác. Nếu cậu đạt được giác ngộ tâm linh, sẽ cảm thấy mát mẻ dù đang ở trong lửa nóng. Cậu có thể vượt qua sức nóng bằng sức mạnh tinh thần giống như mình đây nè. Vậy thì em nên làm quản lý cho Von hôm nay đi. Vậy em sao lại là em? Chị không tin là Von sẽ làm tốt chuyện này một mình đâu. Đừng nói là em cũng sợ nóng như Von đó nha. Đúng vậy đó. Em nghĩ sao mày cũng không thể chịu nổi sức nóng này. Không hề nóng một chút nào. Cứ để cậu ấy cho em. Von, cậu nhìn ở đây nè. Nóng quá. Nè, đừng có con nít quá. Vẫn là nhiệt độ mức bình thường thôi mà. Cậu nhìn cái gì kế đi kìa. Không đủ nóng với cậu hay sao? Nóng quá đi, mình không thể chịu nổi. Không thể nào chịu nổi. Mình không thể di chuyển với cái nóng này nữa. Nếu mình có một ly nước ép lạnh thì... Cái gì? Nếu mình có nước ép thì sẽ có năng lượng để làm việc đó. Sao trong này không có đá vậy hả? Mình không thể uống nước ép mà không có đá được đâu. Cái tên này thiệt là... Đây. Sảng khoái quá à. Rồi bây giờ thì lo làm việc đi. Nè, cái đó là của ai vậy? Cái này là của mình. Nè, cậu không cần cái đúng không? Nhiệt độ này không ảnh hưởng tới cậu mà. Cái này dành cho mình. Cảm ơn vì ly nước ép nhiều nha. Được rồi, giờ thì mình đã sẵn sàng làm việc. Von, chúng ta chuẩn bị quay thôi. Xin chào mọi người, là Von đây. Tôi chắc chắn các bạn nhé. Hôm nay trời rất nóng, có đúng vậy không? Dưới thời tiết như vậy thì điều tốt nhất đó là đốt cháy cho ta. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhiệt kế chứ. Nhiệt độ hiện tại đó là nhiệt độ đang tăng lên tới mức chóng mặt luôn kìa. Nóng quá. Thời tiết đúng là nóng quá đó. Mình không thể nào chịu nổi nữa rồi. Đã qua đi. Sao trời nóng quá vậy? Chúng ta sẽ làm gì nếu như không bốn trăm này nóng dữ vậy nè. Nè Sammy à, cậu không cảm thấy nóng có đúng không? Kem tới rồi đây. Lại muốn kem ăn cái đậu rồi. Cuối cùng cũng nóng luôn. Sammy, cậu cũng nóng nữa hả? Không hề, mình chỉ muốn xem đó là gì thôi à. Sammy đúng thật là quá tuyệt vời mà. Mình nóng sắp chết luôn rồi hả? Thật ra thì trời nóng quá đi. Biển kìa. Cậu ấy đang làm cái gì vậy ta? Cậu đi đâu vậy hả? Mình đi vệ sinh chút. Mình không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. À,
Nhiệt độ gì đây? Giống như có hai mặt trời vậy. Thật sự quá khó để có thể sống sót. Hứa? Đúng là có tới hai mặt trời. Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cái đã. Thảm hại thiệt đó. Mình bị như vậy cũng chỉ vì không chịu nổi sức nóng. Sao cậu không thừa nhận cái nóng quá sức với cậu mà? Cậu không thể giải quyết được nó. Không, mình ổn mà. Cậu có biết cảm giác ra sao khi thấy cậu ngất xỉu trước mặt tụi mình không vậy hả? Tụi mình đã rất lo lắng cho cậu đó. Nè, cậu uống đi. Nước đá cực mát luôn đó. Một cách chữa say nắng tốt nhất. Mình xin lỗi. Cậu nói gì á? Mình nói mình sẽ uống hết. Nghỉ ngơi cho khỏe đi Sammy. Wow, trời hôm nay thật là tuyệt. Chắc chắn rồi. Có ai muốn ăn bánh quy đậu phộng không vậy? Có chứ. Cái gì đi? Trời, sao nhìn thấy quen quen vậy? Hey, tôi thấy ngài vô nó trên tivi nên chạy tới đây sớm nhất có thể. Tôi có đem cho ngài món kem đậu phộng đây nè. Cái gì vậy? Là ai? Ai đã ăn hết kem đậu phộng của tôi rồi? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Cậu không có chắc bị đứt dạ dây thần kinh rồi đó nha. Chắc chắn vậy rồi. Nhìn ngon quá đi. Bánh mì xúc xích của tôi. Bánh quy của ông đúng là số 1 luôn á. Nó tan chảy ngay khi vừa vào miệng của mình nè. Bánh ngon quá đi. Ngay cả những động vật kia cũng có bánh quy để ăn nữa. Nè Vôn, tôi vừa mới làm một công thức mới, cậu muốn ăn thử không? Cái ông già đó sao nhìn mặt quen dữ vậy ta? Đây là cửa tiệm mà bọn ta đã cố gắng chiếm đây nè. Không biết là lực lượng dưới có thể ở gần đây hay không. Làm ơn đi bụng ơi, đừng có kêu nữa mà. Có thể ông cần thêm một vài lời nhận xét khác đó nghe. Trời ơi, mình chỉ mới vừa kịp ăn được có 5 cái bánh thôi à. Đây là công thức mới tôi vừa làm, cô cứ thử đi. Không ngờ món này ngon quá trời. Không phải đó chính là... Sao vậy Sammy? Mình nghĩ ngoài đó có mấy tên người ngoài hành tinh. Có thể do cậu quá mệt thôi. Do cậu luôn nghĩ tới công việc đó mà. Cái gì đây? Mình đã tàn hình rồi hả? Là sức mạnh của Camillion đã ở đúng vậy. Cô Cara ơi, tôi nhớ cô nhiều lắm luôn á. Dante, Dancho. Cô Cara. Sao mà các người cứ đi vậy nhỉ? Tại sao chết đấu trước đấy nè? Tôi xin lỗi nè. Thôi bỏ đi, bắt đầu hoạt động nào. Được rồi. Cảnh đẹp thật. Tôi chưa muốn chết đâu. Đừng có làm vậy. Đòn này cho ngươi. Tên ngoài hành tinh tàn hình kia. Chuẩn bị đi. Nè, có chuyện gì vậy?
Hả? Là kẻ thù vô hình rồi đó. Người hành tinh biến mất rồi. Cuộc tấn công đang nổ